Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, quý vị và anh chị em đang theo dõi phóng sự đặc biệt về chuyến thông du Cuba và Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco. Sáng thứ Bảy, 26 tháng 9, Đức Thánh Cha đã bắt đầu chặng thứ ba trong chuyến thông du Hoa Kỳ. Ngài đã đến phi trường Philadelphia lúc 8 giờ sáng. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đã đi xe tới nhà thờ chính tòa, cách đó 16 cây số để chủ sự thánh lễ với các giám mục và linh mục, với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ Philadelphia và toàn bang Pennsylvania. Nhà thờ chính tòa kính hai thánh Ferro Faulo được xây năm 1846 theo mẫu nhà thờ thánh Carlo ở Roma, có 1.500 chỗ ngồi. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lịch sử của giáo hội trong thành phố Philadelphia này là một lịch sử nói với chúng ta về các thế hệ công giáo dấn thân đi ra các vùng ngoại biên và xây dựng các cộng đoàn cho việc phụng tự, giáo dục, bác ái và phục vụ xã hội nói chung. Ngài nói, que la historia de la iglesia en esta ciudad. Sáng nay tôi học được một điều liên quan tới lịch sử ngôi nhà thờ chính tòa này, một lịch sử đằng sau những bức tường cao và các cửa sổ của nó. Tuy nhiên, tôi dám nói rằng lịch sử giáo hội tại thành phố này và tại tiểu bang này thực sự là một lịch sử, không phải chỉ về việc xây dựng các bức tường mà còn cả về việc hạ chúng xuống nữa. Đó là một lịch sử của các thế hệ, các người công giáo dẫn thân nối tiếp nhau, những người đi tới các vùng ngoại vi để xây dựng các cộng đồng thờ phượng, giáo dục, bác ái và phục vụ xã hội nói chung. Lịch sử này thấy rõ trong nhiều đền thờ của thành phố này và trong nhiều nhà thờ giáo xứ, những tháp cao và tháp chuông của chúng làm bằng chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng các cộng đồng của ta. Lịch sử này thấy rõ nơi các cố gắng của mọi linh mục, tu sĩ và giáo dân này, những người với lòng tận tụy suốt hơn hai thế kỷ qua đã chăm sóc nhu cầu thiêng liêng cho người nghèo, di dân, người bệnh và tù nhân. Và lịch sử này thấy rõ nơi hàng trăm trường học, nơi các tu sĩ nam nữ dạy trẻ em tập đọc, tập viết, tập yêu mến Thiên Chúa và công bố người và đóng góp trong tư cách các công dân tốt vào đời sống xã hội Hoa Kỳ. Tất cả các điều này là một di sản lớn lao mà anh chị em đã tiếp nhận được và anh chị em đã được kêu gọi phong phú hóa và lưu truyền. Phần lớn những người trong anh chị em đều biết Hạnh Thánh Nữ Catherine Tressel, một trong các vị thánh vĩ đại của giáo hội địa phương ở đây. Khi Ngài trình bày nhu cầu các sứ truyền giáo lên Đức Giáo Hoàng Leon thứ 13, vị giáo hoàng vốn rất khôn ngoan này hỏi Ngài, còn con sẽ làm gì? Những lời này đã làm thay đổi cuộc đời Thánh Catherine, vì chúng nhắc nhở Ngài rằng dù sao, mỗi Kitô hữu nam hay nữ vì phép rửa đều đã tiếp nhận một sứ vụ truyền giáo. Mỗi người chúng ta đều phải hết lòng đáp lại lời kêu gọi của Chúa để xây dựng nhiệm thể của người là giáo hội. Còn con, tôi muốn dừng lại ở hai khía cạnh của những chữ này. Trong ngữ cảnh sứ vụ đặc biệt của ta là thông truyền niềm vui tin mừng và xây dựng giáo hội. Bất luận chúng ta là linh mục phó tế hay thành viên nam nữ của các viện sống thánh hiến. Trước nhất, các chữ còn con đã được ngỏ với một người trẻ, một thiếu nữ với những lý tưởng cao đẹp và chúng đã thay đổi đời sống cô. Chúng đã làm cô nghĩ tới trách vụ lớn lao cần phải chu toàn và chúng đã dẫn cô tới chỗ hiểu ra rằng cô được kêu gọi dự vào phần đó. Ước chi người trẻ trong các giáo xứ của ta, trong các học đường của ta, cũng có cùng những lý tưởng cao đẹp như thế, cùng một lòng quảng đại trong tinh thần và cùng một tình yêu đối với Chúa Kitô và đối với giáo hội như thế. Tôi xin đặt cho anh chị em một câu hỏi. Chúng ta có nên phát động thách đố này với họ không? Chúng ta có dành cho họ một chỗ đứng và giúp họ chu toàn sứ vụ của họ không?
Chúng ta có tìm cách để họ có thể chia sẻ niềm hứng khởi của họ và các ơn phúc của họ với các cộng đồng của ta, nhất là qua các công trình bác ái và chăm sóc người khác. Chúng ta có chia sẻ niềm vui và niềm hứng khởi phục vụ Chúa của chúng ta không? Một trong các thách đố lớn lao nhất mà giáo hội đang phải đương đầu vào lúc này là khuyến khích mọi tín hữu có được cảm thức trách nhiệm bản thân đối với sứ mệnh của giáo hội và chuẩn bị để họ có thể đảm nhiệm trách nhiệm này trong tư cách môn đệ truyền giáo, trong tư cách men tin mừng trong thế giới ngày nay. Điều này đòi phải có tính sáng tạo để thích ứng với các thay đổi của hoàn cảnh, trong khi thông truyền di sản quá khứ không những bằng cách duy trì các cơ cấu và các định chế là những điều vốn hữu ích mà trước hết còn bằng cách mở lòng mình ra đón nhận những khả thể được Chúa Thánh Thần mặc khải cho ta và bằng cách thông truyền niềm vui tin mừng hết ngày này qua ngày nọ và trong mọi giai đoạn đời ta. Còn con, quả là tuyệt diệu khi những chữ của vị giáo hoàng già nuôi này được ngỏ với một nữ tín hữu giáo dân. Ta biết rằng tương lai của giáo hội trong một xã hội đang biến đổi nhanh chóng, từ nay hàng đòi nơi người giáo dân một sự dấn thân tích cực hơn. Giáo hội tại Hiệp Chủng Quốc đã luôn dành một cố gắng hết sức lớn lao cho việc dạy giáo lý và việc giáo dục. Ngày nay, thách đố của ta là xây dựng trên các nền tảng vững chắc này và khuyến khích cảm thức hợp tác và trách nhiệm chung vào việc lên kế hoạch cho tương lai các giáo xứ và các định chế của ta. Điều này không có nghĩa từ khước thẩm quyền thiêng liêng mà ta vốn được trao phó, nhưng đúng hơn, điều này có nghĩa biện phân và sử dụng cách khôn ngoan các ơn đa dạng mà Chúa Thánh Thần vốn ban phát trên giáo hội. Cách đặc biệt, điều này có nghĩa biết đánh giá sự đóng góp lớn lao mà các phụ nữ, cả giáo dân lẫn tu sĩ, đã mang vào và tiếp tục mang vào đời sống các cộng đồng ta. Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì cung cách mỗi anh chị em dùng để đáp lại câu hỏi của Chúa Giê-xu, đấng đã linh hứng cho ơn gọi của chúng ta. Còn con, và tôi khuyến khích anh chị em đổi mới niềm vui, niềm thán phục trước cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giê-xu này và rút ra được niềm vui từ lòng trung thành và nghị lực đổi mới. Tôi nóng lòng chờ đợi sự hiện diện với anh chị em trong những ngày sắp tới và tôi xin anh chị em mang những lời chào âu yếm của tôi đến những người không thể hiện diện với chúng ta, nhất là đến các linh mục, tu sĩ, nam nữ cao niên đang tham dự với chúng ta cách thiêng liêng. Trong những ngày gặp gỡ các gia đình thế giới này, tôi xin anh chị em cách riêng suy niệm về thừa tác vụ của ta cạnh các gia đình, cạnh các cặp đang chuẩn bị hôn nhân và cạnh giới trẻ. Tôi biết rằng trong các giáo hội đặc thù, nhiều người đã sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của gia đình và nâng đỡ họ trên con đường đức tin. Tôi xin anh chị em hãy sốt sáng cầu nguyện cho các gia đình và cho các buổi thảo luận tại Thượng Hội đồng về gia đình sắp tới. Với lòng biết ơn đối với tất cả những gì chúng ta đã lãnh nhận và với niềm tin tưởng vững chắc trước tất cả các nhu cầu của chúng ta hãy hướng về Đức Maria Mẹ Rất Thánh của chúng ta với tình yêu mẫu tử, ước chi Ngài bầu cử cho Giáo hội Mỹ Châu để giáo hội này tiếp tục lớn mạnh trong việc làm chứng đầy tin chi cho quyền năng và đem lại niềm tin, niềm cậy trông và sức mạnh cho thế giới của chúng ta, mà con Ngài vốn có trên thập giá. Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong anh chị em, và tôi xin anh chị em, vâng, xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với các gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Tôi gặp Giê-xu trên đường phố dài, tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé, tôi gặp Giê-xu với quần áo tà tơi. Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người khốn cùng, tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát, tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ sáng có em thơ chưa mẹ đang chờ mẹ để nó bán cơm chiều. Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm, thương phận người cứ mãi lòng đau. Tôi gặp Giê-xu nơi người xứ lạ, tôi gặp Giê-xu ngay bên nhà tôi đó, tôi gặp Giê-xu nép mình dưới trời mưa, đôi môi run lạnh, đôi chân rã rời, đôi vai áo sơn thưa. Tôi gặp Giê-xu nơi người thiếu phụ, tôi gặp Giê-xu nơi người phu quen răng, tôi gặp Giê-xu lang thang ngoài trên phố, biết chăng đâu là nhà để nương tấm thân gầy. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm, thương phận người cứ mãi lòng đau. Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm, tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy, bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu, tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang heo hắt, tôi gặp Giê-xu câu đơn buồn không nói, xót xa thân phận. Ôi phận người cầu mong chuyến tình người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm, em thương phận người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương
Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm, thương phận người cứ mãi lòng đau. Ngài thương em nhiều lắm, thương phận người cứ mãi lòng đau.